Theo luật chăn nuôi năm 2018 có hiệu lực thi hành từ năm 2020, có hai loại hình chăn nuôi gồm chăn nuôi nông hộ và chăn nuôi trang trại. Trong đó, chăn nuôi nông hộ là chăn nuôi của hộ gia đình có dưới 10 đơn vị vật nuôi, còn chăn nuôi trang trại là chăn nuôi tập trung tại khu vực riêng biệt dành cho sản xuất kinh doanh có từ 10 đơn vị vật nuôi trở lên. Như vậy là việc chăn nuôi trong khu dân cư ở thôn Đặng Xá của các hộ chăn nuôi là vi phạm luật chăn nuôi. Thưa quý vị và các bạn, trên nhiều tuyến đường, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh tồn tại những chiếc biển quảng cáo, truyền thông ngoài trời bị rách tả tơi, trơ trọi, chỉ còn khung sắt rỉ sét, xuống cấp, trông nhếch nhác và lộn xộn, thậm chí là có nguy cơ mất an toàn cho người đi đường và người dân ở khu vực xung quanh. Đây là ba biển truyền thông ngoài trời của một số sở ngành, trong đó có Sở Lao động Thương binh và Xã hội dựng lên tại khu vực xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ. Do tiếp xúc trực tiếp với thời tiết nắng mưa lại không được nâng cấp chỉnh trang nên ba biển truyền thông này đã xuống cấp, phòng chữ bạc phếch, chữ mờ, chữ tỏ, nhìn cũ kỹ và nhếch nhác. Biển quảng cáo này là của các sở ban ngành quảng cáo ở đây rất là lâu rồi, thế nhưng mà cái vấn đề rách hỏng cũng 3-4 năm nay rồi. Đối với lại địa phương với lại chuyên môn thì cũng đã báo cáo lên huyện, lên sở rồi để sở về sửa chữa. Thế nhưng đến nay thì vẫn chưa sửa chữa, nó làm ảnh hưởng đến cái mỹ quan của địa phương. Những tấm biển quảng cáo tả tơi, rách như sơ mướp, chỉ còn trơ bộ khung, không còn nhận ra trước đây quảng cáo sản phẩm gì như thế này, tồn tại nhiều năm nay trên địa bàn tỉnh. Điều đáng nói, không chỉ có những tấm biển được đặt ở các cánh đồng, gần đường quốc lộ, mà còn trong khu dân cư bị rách nát và trơ khung sắt, trông mất mỹ quan đô thị. Thế hiện nay là đầu làng thôn Đồng Xuyên có một cái biển của khu công nghiệp, hiện nay nó rất là rách nát. Vậy chính quyền và địa phương thôn Đồng Xuyên là muốn đề nghị là bên công trình là nên thay đổi để cho cảnh quan môi trường của thôn Đồng Xuyên cũng là nó phong quang và sạch đẹp mà nó đảm bảo về công tác môi trường. Cái biển này rách nát lâu chưa mà các bác đã đề nghị này? Biển đã rách nát được khoảng tầm 2 năm rồi, nhưng về mặt chính quyền địa phương đã đề nghị nhưng bên dự án công trình chưa thay đổi. Cho nên để đảm bảo cũng chuẩn bị cho ngày 18 tháng 11 cái đại hội dân dân thì đề nghị bên dự án có kế hoạch thay đổi và lắp biển lại cho nó đẹp đẽ, phong quang khu vào khu dân cư của thôn Đồng Xuyên. Quảng cáo trực quan là nhu cầu không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh, thương mại dịch vụ. Vấn đề là quảng cáo phải đúng nơi quy định, chứ không phải ở chỗ nào cũng tận dụng để quảng cáo. Sự lộn xộn trong hoạt động quảng cáo, truyền thông ngoài trời đang tạo ra một thứ rác đô thị mà nguyên nhân chính một phần xuất phát từ những bất cập trong công tác quản lý, kiểm soát của cơ quan chức năng.